2022 được coi là một năm thách thức cao độ đối với mọi nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư thắc mắc, danh mục của AZFIN ra sao? Hãy cùng chúng tôi tổng kết lại hiệu suất báo cáo chiến lược năm 2022 với chủ đề Mua khi thị trường giảm sâu. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022, lợi suất của VN Index đạt âm 26,4%, còn danh mục báo cáo chiến lược 2022 của AZFIN ghi nhận âm 9,4%. Cụ thể, chúng ta có thể nhìn trực quan tại biểu đồ sau. Năm 2023 gần kề, thị trường chứng khoán tiếp tục biến động khó lường. Các biến cố vĩ mô như chiến tranh Nga-Ukraine, khủng hoảng năng lượng châu Âu hay chiến dịch Zero Covid của Trung Quốc vẫn là những dấu hỏi lớn tác động trực tiếp lên nền vĩ mô cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. Xét trong bối cảnh này, AZFIN cho ra mắt báo cáo chiến lược năm 2023 với chủ đề tập trung vào định giá, gồm những nội dung sau. 1. Nhìn lại tổng kết vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2022. 2. Nhận định triển vọng tương lai của nền vĩ mô cũng như thị trường chứng khoán năm 2023. 3. Chiến lược đầu tư và giải ngân cho từng cổ phiếu trong năm 2023. 4. Lựa chọn danh mục top 10 cổ phiếu đầu tư trong 2023. Nhà đầu tư sẽ nhận được gì khi mua báo cáo chiến lược 2023 tập trung vào định giá? Thứ nhất là nhà đầu tư sẽ nhận được danh mục 10 mã cổ phiếu chiến lược cho năm 2023 có cập nhật thay đổi nếu cần thiết. Thứ hai, AZFIN đồng hành cùng quý nhà đầu tư liên tục cập nhật và đánh giá lại doanh nghiệp theo báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý của tất cả các doanh nghiệp trong danh mục cho cả năm 2023. Thứ ba, nhà đầu tư được tham gia buổi trình bày, giải đáp mọi thắc mắc trong buổi livestream trình bày về báo cáo chiến lược do AZFIN tổ chức hàng quý và khi có bất thường. Báo cáo chiến lược 2023 sẽ được phát hành vào 20 giờ ngày 30 tháng 12 và được trình bày, giải đáp thắc mắc vào lúc 19 giờ 30 đến 21 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023. AZFIN sẽ nhận đăng ký đến hết 17 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2022. Báo cáo chiến lược 2023 tập trung vào định giá sẽ là cơ hội bứt phá dành riêng cho quý nhà đầu tư năm 2023. Liên hệ ngay theo số điện thoại 0977 522 860 để nhận được ưu đãi hấp dẫn nhất.